Quý vị đang quay trở lại với chương trình Chào buổi tối. À thưa quý vị và các bạn, sinh nở không chỉ là chuyện quan trọng của mỗi người phụ nữ, mỗi gia đình mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định của xã hội, phát triển của kinh tế ở mỗi quốc gia. Ở Việt Nam thì từng có thời do dân số đông, chúng ta phải hạn chế bớt việc sinh đẻ bằng khẩu hiệu quen thuộc là mỗi gia đình sinh một hoặc hai con. Nhưng những năm gần đây, khi mà tỷ lệ sinh ngày một giảm, cơ cấu dân số vàng sắp qua đi, thậm chí sắp đối mặt với nguy cơ già hóa dân số, thì chúng ta đang dần nới lỏng các quy định về kế hoạch hóa gia đình. Nhiều nơi giờ đây còn phải khuyến khích các cặp vợ chồng là sinh đủ hai con, chứ không phải là một hoặc hai con như trước. Và gần đây thì dư luận quan tâm tới một dự thảo do Bộ Y tế đề xuất, trong đó có đề xuất các cặp vợ chồng được tự quyết định số con Điều này khiến nhiều người hiểu rằng nhà nước cởi trói, tháo khoán để các cặp vợ chồng thích sinh bao nhiêu con tùy thích. Vậy quy định này nên được hiểu như thế nào chưa đúng? Việc để các cặp vợ chồng tự quyết định số con sẽ có tác động như thế nào? Và chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số để trả lời cho những băn khoăn này. Và xin được chào ông Nguyễn Văn Tân. Và trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình Chào buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay. Chào chị vâng và những ngày gần đây thì dư luận khá quan tâm đến dự thảo của bộ y tế và đề nghị xây dựng dự án luật dân số trong đó có một phương án đó là để các cặp vợ chồng các cá nhân được tự quyền quyết định thời gian sinh con khoảng cách giữa các lần sinh và số lượng con điều này đã khiến cho các cặp vợ chồng hiểu rằng là bây giờ họ đã được tháo chói họ muốn sinh bao con tùy thích chúng ta không cần phải kế hoạch hóa gia đình nữa sinh ba con hay là nhiều hơn thì cũng không bị phạt không bị kỷ luật vậy hiểu như vậy có đúng hay không thưa ông Ừ, cái việc này nó chúng ta nhớ lại cách đây uh, 13 năm khi mà pháp lệnh dân số ra đời thì uh, toàn bộ những cái nội dung nguyên văn như thế này đã được uh, nêu trong khoản 1 điều 10 của pháp lệnh dân số 2003 và người dân cũng uh, hiểu như vậy. Ừ. Nhưng mà có một cái thực tế pháp lý rằng là uh, từ khi có nghị quyết ban chấp hành trung ương lần thứ tư khóa 7 năm 1993 về chính sách dân số kế hoạch gia nhà nước ta chưa có bao giờ có những cái quy định có tính bắt buộc và nếu không thực hiện thì có chế tài đối với cái công tác dân số. Mà đấy là một cái khẩu, đấy là một cuộc vận động và mục tiêu của cuộc vận động chứ không phải là cái quy định có tính pháp lý mà nếu ai vi phạm thì sẽ bị xử phạt. Chúng ta chưa có bất kỳ một cái chế tài xử phạt nào có tính pháp lý của nhà nước cả tôi mở ngoặc trừ đối với đảng viên đối với đảng viên thì hiện nay quy định là nếu sinh con thứ ba thì theo theo quyết định 181 của ban bí thư trung ương ấy, thì sinh con thứ ba thì bị khiển trách sinh con thứ tư là cảnh cáo và nếu sinh con thứ năm là bị khai trừ tôi nói là trừ đối với đảng viên chứ còn đối với người dân nói chung kể cả cán bộ công chức nếu không là đảng viên thì cũng không có bất kỳ một cái chế tài nào có tính cưỡng ép cả ờ, chính sách của chúng ta là chính sách đảm bảo cái quyền sinh đẻ của người dân và tuyên truyền vận động để người dân chấp nhận một cách tự nguyện trong cái việc sinh đẻ của mình vậy thì chúng ta nên hiểu đề xuất mới đang được dư luận xôn xao bàn tán này theo cách nào cho đúng ạ cả hai phương án đấy về bản chất pháp lý của nó đều không có gì khác nhau cả nó khác nhau rất khác nhau về một câu chữ ờ, cái uh... Vì đấy là hai cái hai cái phương ạ, một cái nội dung của cái pháp lệnh khoản một điều 10 pháp lệnh dân số 2003 và một cái nội dung là của cái pháp lệnh sửa đổi uh, khoản một điều 10 ấy uh, năm 2008 đều là hai nội dung của, của của văn bản quy định pháp pháp lý. Nhưng kể cả khi có cái pháp lệnh 2008 ra đời thì cũng không có bất kỳ một cái quy định nào uh, có cái tính chế tài sẽ là xử phạt. Ở đây tôi cũng phải nhắc lại uh, cái khẩu hiệu uh, mỗi cặp vợ chồng sinh một hoặc hai con thì để ổn định dân số vân vân tất cả mọi thứ đấy là cái sự nỗ lực cái sự tích cực của một số địa phương chứ bắt đầu từ năm tháng 1 năm 1994 khẩu hiệu vận động chính thức của chương trình dân số là dừng lại ở hai con để nuôi và dạy cho tốt đó là vâng, đó là khẩu hiệu của từ năm 94 nhưng mà gần đây thì chúng ta đã đang có một số địa phương là dần đổi khẩu hiệu vậy thì tại sao sau một thời gian kiểm soát rất là chặt số con của các gia đình thì gần đây chúng ta lại nới lỏng những cái kế hoạch về dân số như vậy? Chúng ta vừa phải nhìn trước để mà tính toán những cái phương án sao cho nó phù hợp tránh xảy ra những cái hệ quả nó không không tốt đối với sự phát triển hài hòa trong lĩnh vực dân số mà ảnh hưởng bất lợi đến cái sự phát triển kinh tế xã hội. Chúng ta đã đạt được cái mức sinh thay thế mỗi cặp vợ chồng bình quân có hai con Vào năm 2006 và chúng ta duy trì suốt 10 năm qua cái mức uh, sinh thay thế. Chúng tôi gọi đây là cái mức sinh thay thế nghĩa là uh, mỗi một người phụ nữ trong cuộc đời, cuộc đời sinh đẻ của mình uh, sinh được hai con và có một đứa con gái sẽ thay thế người phụ nữ ấy khi mà người phụ nữ bước ra khỏi độ tuổi sinh đẻ thì chúng tôi gọi là sinh thế thế chúng ta đã duy trì được 10 năm như vậy rồi hay nói khác là chúng ta đã đảm bảo được một cái mức sinh thay thế một cách rất vững chắc và cái chuẩn mực mỗi cặp vợ chồng uh, có hai con nó gần như trở thành một cái giá trị mới uh, có tính phổ biến trong xã hội được đa số mọi người tán đồng đặc biệt là giới trẻ thì uh, thanh niên và những người trẻ thì người ta chấp nhận cái việc đấy và nó đã khá ổn định cho nên là chúng ta cũng cần phải tính đến một cái phương án khác nữa. Nếu như chúng ta vẫn duy trì cái mức này với cái tốc độ phát triển kinh tế 7% hàng năm, 6 đến 7% hàng năm với cái tốc độ đô thị hóa từ 1 đến 1,5% mỗi năm À, rồi với cái sự giao lưu trong cái bối cảnh thế giới, Việt Nam chúng ta đang hội nhập với thế giới như thế này, giao lưu văn hóa nó ngày càng nó càng phát triển. Với cái sự phát triển của truyền thông đa phương tiện như thế này thì cái lối sống của người ta sẽ tiếp tục tác động đến cái hành vi và cái ý thức sinh nghệ của người dân thì rất có khả năng là cái mức sinh nó sẽ đi xuống, nó xuống thấp và khi nó đã xuống thấp đến một cái giới hạn thì chúng ta đưa nó lên rất là khó và cái điều ấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế, nó dẫn đến cái làm cho cái tốc độ già hóa dân số của chúng ta à, sẽ cao hơn và rồi sinh trẻ ít đi thì sẽ không có người tiếp nối cái lực lượng lao động trong tương lai và khi mà cái nhu cầu của nền kinh tế nó cần lao động mà chúng ta lại sinh trẻ ít thì cái sự cái nguồn cung về lao động nó sẽ càng ngày càng thu hẹp. Lại thì nó sẽ hạn chế cái sự phát triển kinh tế của chúng ta nên chúng ta buộc phải tính một cái nước nó dài hơn như thế để chúng ta chuẩn bị cho cái việc điều chỉnh trong cái thời gian từ nay cho đến sắp tới Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Tân ạ, à, theo ý kiến của nhà, cá nhân tôi thì người Việt Nam chúng ta thường có tâm lý là trọng nam kinh nữ và thích sinh con trai hơn là con gái. Vậy thì chính sách này liệu có tháo khoán cho những gia đình đang sinh con một bề, nhất là sinh tòa con gái và tiếp tục sinh thêm con mặc dù đã có từ 4 cho đến 5 con gái rồi? Ừ, cái việc đó lại là cái chuyện khác. Đúng, cái, cái việc này thì nó không chúng tôi chúng ta không thể là tháo khoán ừ. mà chúng ta vẫn tiếp tục vận động cho nó phù hợp điều chỉnh cái nội dung vận động phù hợp với từng cái khu vực một đối với những khu vực mà mức sinh vẫn còn cao thì vẫn phải thực hiện cái vận động bà con sinh đẻ ít đi Nhưng đối với mức khi khu vực sinh đẻ nó đã xuống cái mức thấp thậm chí nó thấp ở cái mức ngang với những cái nước đã phát triển ở châu âu ví dụ ở thành phố Hồ Chí Minh cái mức sinh chỉ còn khoảng 1,45 con nghĩa là bằng cái bằng cái mức gần gần bằng cái mức ở châu Âu vậy thì ở những cái nơi đó thì lại có một cái chính sách vận động khác chúng ta điều chỉnh cho nó phù hợp là thành phố Hồ Chí Minh họ đã đưa ra cái khẩu hiệu là mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ hai con như vâng, là... ông vừa chia sẻ thì chúng ta nên uh, có sự áp dụng tùy theo từng địa phương và từng khu vực khác nhau đúng không ạ? Uh, tôi thấy thì ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đã thay đổi khẩu hiệu dân số là từ uh, sinh một hoặc hai con thành sinh đủ hai con. Uh, liệu sẽ có thêm những khẩu hiệu hoặc là quy định dân số nào sẽ được thay đổi để uh, khuyến khích các cặp uh, vợ chồng sinh thêm con ạ? Ừ, trước mắt là ở thành phố Hồ Chí Minh và trong tương lai có thể cái khẩu hiệu được sẽ được áp dụng trong cái phạm vi ngày càng rộng hơn tùy tình hình ừ. cho nên là cái 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 đến là cái dữ liệu trong tương lai chứ còn hiện nay thì mới áp dụng ở trong một cái khu vực như vậy thôi chứ còn nếu mà cái cái mức sinh thấp ấy nó dần dần nó lan rộng ra thì chúng ta buộc phải thay đổi cái những chính sách cho nó phù hợp và và tôi thì lại đang quan tâm đến những cái sự thay đổi mà ông vừa đề cập tới sẽ là gì trong tương lai bởi vì tôi thấy rằng ngày càng có nhiều những cặp vợ chồng trẻ ngại sinh con và nếu cho họ tự quyết cái quyền có số lượng con bao nhiêu thì họ chắc chắn là sẽ chỉ sinh một con bởi vì ngại vấn đề ảnh hưởng đến công việc đến sự nghiệp hay là lo lắng kinh tế không đủ điều kiện để chăm sóc con cái thì rất nhiều cặp vợ chồng trẻ bây giờ sẽ lựa chọn là chỉ sinh một con thôi. Vậy thì trong cái trường hợp mà cái xu hướng này ngày một gia tăng thì theo kinh nghiệm của các nước như là Hàn Quốc hay Nhật Bản thì làm gì để các cặp vợ chồng đỡ lười sinh con họ có rất nhiều những kinh nghiệm phong phú ừ, là, là cho bà mẹ sinh con nếu sinh con thì được nghỉ thời gian tài dài hơn thậm chí nghỉ 2 năm mà vẫn được giữ việc làm vẫn được có hưởng nguyên lương cho chồng nghỉ hai tuần rồi khi mà vợ sinh rồi cho chồng nghỉ đến 2 tháng dự kiến sẽ là hai tháng rồi giảm cái tiền gửi trẻ rồi tạo rất nhiều những cái điều kiện trong cái thời gian đi làm việc và vẫn có thể về cho con bú vân vân tất cả rất nhiều những cái chính sách khác nhau thậm chí họ còn nghĩ ra cả những cái sáng kiến mà ở ta nghe thì cũng hơi buồn cười đó là cuối cứ mỗi dịp cuối tuần ấy, thì quy định một cái giờ 8 giờ tối 8 9 giờ tối là có cái giờ tắt điện tắt điện để không xem được tivi, không chơi được trò game để các cái cặp vợ chồng còn nhớ đến nhau để còn có cái chuyện quan hệ với nhau để mà sinh con vân vân, tất cả những cái việc đấy người ta có rất nhiều những sáng kiến khác nhau. Ờ, nhưng mà có một cái chung là thế này. khi mà mức sinh đã xuống thấp thì cho đến nay cũng chưa chứng kiến được một cái nước nào có được cái thành công đáng kể trong cái việc nâng mức sinh lên. cho nên là chúng ta phải tính trước chứ đừng để cái mức sinh nó xuống cái còn 1,4 1,5 con bình quân cho cả nước như thành phố Hồ Chí Minh thì cái hy vọng mà đưa cái mức sinh lên là một điều hết sức khó khăn. Và một bài toán rất khó, khó không kém gì việc chúng ta kiểm soát khi cái dân số bùng nổ đúng không ạ? Khó hơn rất nhiều. Và một lần nữa xin cảm ơn Nguyễn Văn Tân vì những chia sẻ rất là sâu sắc trong chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. À, và thưa quý vị, người Việt Nam thì vẫn có quan niệm là con cái là của để dành và càng nhiều con thì lại càng nhiều của. À, vậy nên mới có những gia đình không đủ điều kiện để chăm sóc nuôi dạy nhưng mà vẫn sinh ra rất nhiều con. Cùng với đó thì lại có những gia đình lại rất e ngại sinh con, chỉ sinh hai con, thậm chí là một con. À như vậy có thể thấy là dù bị ràng buộc bởi chính sách dân số thì rất nhiều các gia đình vẫn tự quyết định số con. Và việc quyết định số con cần dựa trên trách nhiệm, năng lực chăm sóc trẻ em để sau này gia đình có những đứa con ngoan, hiếu thảo và xã hội có những công dân tốt và một lần nữa xin cảm ơn ông nguyễn văn tân với những chia sẻ rất thất thực và chương trình chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây xin chào và chúc quý vị và các bạn sẽ có một buổi tối thật nhiều niềm vui